Hội quán V23, tọa lạc ở số 23 đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ 5 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Đây là mô hình cà phê 3 trong 1, lần đầu tiên xuất hiện ở một vùng nông thôn, đã và đang thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến thư giãn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Tại đây, với một không gian thoáng đẹp, tĩnh lặng, xong cũng không kém phần lãng mạn, được gia chủ bài trí khá tiện ích như thế này. Các bạn trẻ hiện đang sinh sống ở vùng quê nơi đây, không chỉ ngồi nhâm nhi thưởng thức một loại thức uống nguyên chất, sóng sánh mang hương vị đặc trưng của vùng cà phê nổi tiếng trên cao nguyên Di Linh, xem bóng đá, mà còn được tiếp cận với những thông tin, kiến thức bổ ích và cả tri thức của nhân loại được gửi gắm qua từng trang sách. Cái tên đầy đủ của nó là V-Sport Coffee 23. Vì cái mô hình mình chuyên hoạt động về thể thao, cà phê. Đặc biệt trong đó cà phê của mình nó là cà phê sách. Sách thì nó thật sự nó có cái, nó có một cái giá trị rất là thiêng liêng với mình. Tại vì qua sách mà Vinh có được cái sự trưởng thành rất nhiều, những giá trị mà mình trắc lọc được từ sách. Cái văn hóa đọc ngày nay thực tế nó bị mai một rất nhiều. Chính cái điều đó nó làm cho chúng ta tự đóng kén cửa về những cái giá trị tri thức của mình. Giới trẻ ngày nay họ sa đà, mà cái nguyên nhân chính đó là do họ thiếu cái sức tính truyền kế thừa những cái giá trị của cha ông, mà thông qua sách. Đó là nguồn tri thức mà mình nghĩ với một con người để mà phát triển hoàn thiện thì không thể thiếu được. Cái xã hội ngày nay nó quá nhiều vấn đề chi phối giới trẻ, nhất là những cái tệ nạn. Nó làm cho giới trẻ họ dễ sa đà. Cái chủ ý của Vinh thật sự là muốn lôi kéo giới trẻ, muốn mình đã thừa hưởng cái gì thì muốn những người xung quanh mình cũng được thừa hưởng những giá trị như mình vậy. Và sách là một trong những cái mình thấy không thể thiếu trong cái đời sống, dù trong bất cứ cái giai đoạn nào của quá trình phát triển một con người thì không thể thiếu được. Ra đời và chính thức đi vào hoạt động đã hơn 2 năm nay. Từ sự quan tâm hỗ trợ giúp sức của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thư viện huyện Di Linh, mô hình cà phê sách 3 trong 1 đã thực sự là một điểm đến hàng ngày không thể thiếu của các bạn trẻ. Với hơn 300 đầu sách, báo và tạp chí các loại được đầu tư trang bị, mô hình cà phê sách của ông chủ trẻ này đã phần nào thỏa mãn nhu cầu đọc sách, tìm hiểu, tra cứu những thông tin liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh, kể cả nhu cầu hưởng thụ văn hóa của một bộ phận thanh niên nông thôn nơi đây. Mỗi bạn trẻ theo đuổi một nghề nghiệp, công việc khác nhau. Người thì say sưa với công tác giảng dạy, người thì gắn bó với mảnh vườn, người thì kinh doanh buôn bán nhỏ, vân vân. Nhưng tất cả họ đều có chung niềm đam mê đọc sách, cũng như hiểu được tầm quan trọng mà sách mang lại trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ có rất nhiều quán cà phê, chụp cuộc sống hiện đại mà. Tuy nhiên ở nơi quán 23 này, em thấy đây là một không gian rất là tĩnh lặng. Và em cảm giác như đây là một cái không gian thiền. Và nơi đây em có thể tìm được những cái giây phút thư giãn sau những giờ dạy. Đọc sách chúng ta cần một cái sự lắng động tâm hồn, và mình sẽ thẩm thấu được những cái nét hay từ những cái trang sách đó. Chúng ta đã biết là bây giờ là cuộc sống bây giờ nó khá hiện đại, có rất nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng khác nhau, trên mạng, vân vân. Tuy nhiên sách vẫn là một cái nơi tìm đến, cung cấp cho chúng ta những tri thức rất là hay và bổ ích, mà nơi đó làm cho người ta có thể lắng động tâm hồn, và nơi đó cũng có thể cung cấp cho chúng ta những kiến thức. Và đặc biệt đối với em là một giáo viên, thì những cái trang sách nó giúp rất ít, và đặc biệt là một giáo viên văn nữa, rất ít trong những cái giờ giảng dạy của em trên lớp, làm cho cái buổi học của chúng ta nó trở nên gần gũi hơn với các em học sinh, mà hơn thế nữa cung cấp cho các em được những cái thông tin rất bổ ích
mà đôi lúc các em trong những cái giờ phút bộn bề, những giờ phút vui chơi trong cái cuộc sống hiện tại, các em không tìm được những cái địa chỉ đó, mà mình là người có thể truyền tải tâm hồn cho các em, giúp cho các em có những cái kiến thức bổ ích từ những trang sách mà cô giáo đọc truyền tải cho các em. Dạ, cũng hay thường tới đây sau những giờ làm việc, những ngày làm việc mệt mỏi, em đi ra tới đây để tìm hiểu thông tin, để hỗ trợ trong cuộc sống và công việc của em. Sống thì mình cũng chưa hiểu được nhiều, cho nên mình cũng cần biết những thông tin. Mà những thông tin thì mình cũng nhờ chủ yếu qua mạng, qua sách báo. Tới đây được rất là nhiều sách hay và mới, mình hiểu được nhiều. Đọc để mình hiểu được những vấn đề mình khuất mắc hay mình chưa biết trong cuộc sống của mình. Sáng sáng cũng thường xuyên hay lên đây uống một cà phê và đọc sách. Thì không gian ở đây rất là yên tĩnh và rất thích hợp cho cái việc đọc sách của mình, làm cho mình có thể thư giãn được sau một ngày làm việc rất là vất vả, và mình có thể xả stress được rất là nhiều, mình có thể tìm hiểu được rất nhiều thông tin bổ ích từ những cuốn sách hay, thích hợp phục vụ tốt cho công việc của mình chẳng hạn. Không gian ở đây thì nó rất thích hợp với lại mọi lứa tuổi, nhưng mà ấy là nếu mà dành cho thiếu nhi thì cũng chưa có, nếu mà có một cuốn đọc sách dành cho thiếu nhi thì cũng hay, rất là hay. Các bạn trẻ thì cũng thích lên đây uống cà phê, đọc sách, thì không gian ở đây các loại sách thì nó đa dạng hơn, sưu tập được nhiều loại sách đa dạng hơn, thích hợp hơn. Bố trí sách thì em thấy là mình nên để các góc sách riêng biệt, các thể loại sách riêng biệt, để cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sách để đọc. Thiết kế bố trí không gian sách một cách ấn tượng và tiện ích, nhằm kích thích sự tò mò, ham đọc sách của các đối tượng bạn đọc, là một trong những vấn đề cũng đã được ông chủ trẻ Trần Hữu Vinh tính đến trong lộ trình mở cửa tri thức tại V23. Sắp tới Vinh sẽ thiết kế về cái cách bài trí, về những cái kệ sách Vinh sẽ bố trí thêm sách, rồi bố trí thêm những cái cuốn notebook sách điện tử, và mình tạo được những cái sự thuận lợi cho cái người đọc khi họ tới họ uống cà phê, họ có thể dễ dàng đọc được sách. Cái đó là hướng sắp tới Vinh sẽ triển khai những cái thông tin về cái kiến thức ngày nay á. Nếu như mình không có thường xuyên cập nhật thì mình sẽ là người tụt hậu. Phải cái vấn đề mình cũng muốn cho giới trẻ họ tiếp xúc với nguồn thông tin liên tục và được cập nhật hơn. Đây là một mô hình, có thể nói là cái mô hình đầu tiên của huyện Di Linh. Và đối với trung tâm văn hóa huyện thì về cái hệ thống về cái thư viện huyện thì cũng đã có nhiều cái mô hình là luân chuyển sách cho nhiều các cái đơn vị về cơ sở, như là một số trường học, rồi cũng như là thư viện ở các cái điểm của xã. Nhưng mà cái mô hình của chuyển sách về thư viện, về quán cà phê V23 này thì là cái mô hình đầu tiên. Và đối với góc độ trung tâm văn hóa thì khi mà có cái mô hình này thì trung tâm văn hóa hết sức là tạo điều kiện và hỗ trợ mọi coi như là vốn có về các đầu sách để cho V23 tiện trong cái việc hoạt động phục vụ bạn đọc ở ngay quán. Hướng tới thì trung tâm văn hóa huyện cũng đã có những kế hoạch là nếu như cái mô hình này đạt được cái chất lượng tốt thì trung tâm văn hóa sẽ tiếp tục sẽ tạo điều kiện và sẽ làm việc một số các cái điểm khác để trung tâm văn hóa sẽ hỗ trợ các cái đầu sách về các cái điểm đấy để phục vụ bạn đọc. Và có thể nói là ngoài ra cái việc luân chuyển sách thì trung tâm văn hóa huyện cũng có các cái hướng là sẽ có cái thư viện xanh, tức là sẽ tổ chức các cái buổi đọc sách ngoài trời. Thì trong đấy thì ở thư viện Di Linh thì có cái khu quảng trường ở Di Linh cũng rất là đẹp. Và cái khung cảnh đấy cũng rất là phù hợp, có nhiều các cái bóng cây rất là mát, rất là phù hợp cho cái việc là bài trí sách trong của các cái buổi cuối tuần, để có như tất cả bà con đều có thể tới quảng trường đấy vừa tập thể dục cũng như là đọc sách. Khơi dậy phong trào đọc sách và văn hóa đọc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thân thiện, cung cấp những thông tin cập nhật và hữu ích giúp các đối tượng thanh thiếu nhi mở mang tri thức, đồng thời tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh xa những cám dỗ đời thường đang chi phối giới trẻ hiện nay.
Có thể nói, mô hình mang tính chất thử nghiệm cà phê sách 3 trong 1 ở Di Linh là rất đáng ghi nhận và rất cần được tiếp tục đầu tư, nâng tầm và nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần hình thành nên một xã hội học tập mà sách là nguồn ánh sáng soi đường để đi đến những chân trời xa. Phương Thanh xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, chúng ta nghe nhắc đến nhiều căn bệnh viêm não mô cầu, một căn bệnh truyền nhiễm có thể cướp đi tính mạng của người bệnh chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vậy viêm não mô cầu là gì và những dấu hiệu cơ bản ban đầu của căn bệnh này ra sao? Chúng ta có cần tiêm ngừa vaccine để phòng ngừa căn bệnh viêm não mô cầu này hay không? Bây giờ Phương Thanh mời các bạn cùng Phương Thanh có một cuộc phỏng vấn ngắn với bác sĩ Đặng Văn Minh để chúng ta tìm hiểu về căn bệnh viêm não mô cầu này nhé. Phương Thanh xin chào bác sĩ ạ. Dạ, chào chị Hân Thanh, kính chào quý vị. Thưa bác sĩ, hiện nay căn bệnh viêm não mô cầu là một căn bệnh khiến cho rất nhiều người quan tâm và lo lắng. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được biết căn bệnh này là như thế nào không ạ?